Chúng ta lại gặp nhau trong kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào lúc trước khi mặt trời mọc. Khi trời sáng thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết mình vẫn còn được sống. Có thể thấy, dù ở ngoài xã hội, họ là những tên giang hồ cộm cán hay là những kẻ sát nhân máu lạnh gây án không ghê tay. Thế nhưng đến khi bị kết án tử hình thì tất cả đều có những diễn biến tâm lý khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Việc phải thực hiện thi hành án đối với tử tù đã là điều ám ảnh, thế nhưng việc xử bắn hay tiêm thuốc độc tử hình đối với những tử tù nữ thì quả thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng quy định của pháp luật là vậy, có tội thì ắt phải đền tội. Chứng kiến cảnh nhiều cô gái trẻ với khuôn mặt thanh tú xinh xắn lãnh án tử hình đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ngày 9 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với Lê Thị Thu Thảo 30 tuổi, Phạm Thị Hiền 49 tuổi quê An Giang và Trần Ngọc Thịnh 25 tuổi là người tình của Thảo nhận án chung thân về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Thịnh còn lĩnh thêm 3 năm tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến đường dây này còn có 10 bị cáo khác lần lượt nhận từ 4 tới 20 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, Thảo sinh ra ở Bến Tre trong gia đình có 7 người con. Năm 16 tuổi, thiếu nữ xinh đẹp lên Sài Gòn rồi lấy chồng là một dân chơi nghiện ma túy nặng. Trong những lần đi mua heroin cho chồng, cô nhận ra đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, có thể làm giàu nhanh chóng. Không cam chịu với người chồng nghiện ngập, Thảo ly hôn để bước vào cuộc sống mới. Có lợi thế về nhan sắc, cô thường lui tới vũ trường và qua lại với giới ăn chơi. Do có sẵn các đầu mối mua bán ma túy từ trước, Thảo lao vào con đường làm ăn bất chính và nhanh chóng trở thành bà trùm của một đường dây lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2010, trong một lần sang Campuchia đánh bạc, Thảo quen với Hiền và đề nghị cùng hợp tác đánh hàng về Sài Gòn bán kiếm lời. Sống bằng nghề đổi tiền trong các sòng bài ở đất nước Chùa Tháp, Hiền biết nhiều nguồn kiếm các loại ma túy tuồn về cho Thảo, có khi là heroin, hàng đá hay hàng nghìn viên thuốc lắc. Ma túy là thứ chất trắng chết người, nhưng vì lợi nhuận, vì tin người mù quáng mà nhiều cô gái đã phải khép lại cuộc đời mình bằng bản án tử hình về hành vi tàng trữ buôn bán ma túy. Ngày 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm các đối tượng trong đường dây ma túy do Hoa hậu ma túy Trần Kim Yến, sinh năm 1987, ngụ quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Theo đó, bị cáo Trần Kim Yến bị truy tố về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy và đưa hối lộ. Các bị cáo Nguyễn Phụng Huy, sinh năm 1992, ngụ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Lâm Minh Trung, sinh năm 1981, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Tô Văn Tuấn Thành, sinh năm 1983, ngụ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo Lê Thành Nguyên, sinh năm 1977, về tội môi giới hối lộ; Lê Quý Long, sinh năm 1959, cùng ngụ quận 3, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Yến xuất hiện với vẻ mặt vô hồn, tỏ ra ngờ nghệch, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hội đồng xét xử. Trước phiên tòa, bị cáo Trần Kim Yến có đơn xin giám định tâm thần. Trong đơn yêu cầu, bị cáo này cho rằng do gia đình bên nội có truyền thống bệnh này. Theo hội đồng xét xử, yêu cầu trên là không có căn cứ để chấp nhận. Theo các bác sĩ tại trại giam Chí Hòa, thì sức khỏe bị cáo Yến ổn định, đủ điều kiện tham dự phiên tòa. Trong quá trình tạm giam, bị cáo Yến không bị bất cứ căn bệnh nào. Trước những biểu hiện bất thường của bà trùm, hội đồng xét xử đã hội ý tại chỗ và nhận định. Trong quá trình điều tra, lời khai của bị cáo Yến đã đầy đủ, sức khỏe của bị cáo không có dấu hiệu bất thường. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo bất hợp tác, đây là hành vi cố tình che giấu hành vi phạm tội. Việc bị cáo khai báo hay không là quyền của bị cáo, được quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Hội đồng xét xử không chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo để kết tội mà phải dựa vào các chứng cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo khác. Trước khi bị bắt, bị cáo Yến từng có vào bọc hoàn hảo khi là hot girl sang chảnh, chủ một shop thời trang và thường xuyên làm từ thiện. Tự tin về ngoại hình nổi trội, Yến từng quyết tâm đi theo con đường để trở thành người mẫu, tham gia vào giới showbiz để đổi đời. Nhưng vừa vào giới showbiz một thời gian, Yến không vượt qua nổi sự cám dỗ. Người đẹp thử qua ma túy đá và trở thành con nghiện lúc nào không hay. Hết tiền mua ma túy, hot girl bắt đầu chuyển sang buôn bán ma túy và trở thành bà trùm cầm đầu đường dây ma túy. Theo cáo trạng, Yến nghiện ma túy từ năm 2014. Thông qua bạn bè giới thiệu, Yến biết một người phụ nữ tên là Thúy ở Hải Phòng có nguồn hàng lớn và một người đàn ông tên là Hải Lượm ở Nha Trang có sẵn đầu ra.
năm 2016, Yến lao vào kinh doanh hàng trắng. Trong thời gian ngắn, Yến trở thành đầu mối cung cấp xỉ lẻ các loại ma túy. Yến thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ Nam ra Bắc. Yến mua ma túy đá từ Thúy với giá là 38 triệu đồng trên 100 gram. Sau đó, Yến thuê Thành đem hàng vào Nha Trang bán 45 triệu đồng trên mỗi 100 gram cho lượm. Phi vụ đầu tiên chót lọt, Yến tiếp tục đặt mua 4.000 viên thuốc lắc với giá là 130.000 đồng một viên và 450 gram ma túy đá theo giá cũ. Thúy đóng gói số ma túy trên vào một thùng hàng và thuê người giao cho Yến. Huy, Thành, Trung giúp Thúy đi giao nhận hàng. Đường dây do hot girl này điều khiển hoạt động tinh vi táo bạo cho đến khi bị công an vạch trần vào tháng 1 năm 2017. Tang vật thu giữ được từ vụ án là 26.000 viên thuốc lắc và hơn 8 kg ma túy tổng hợp. Trước đó, Trần Kim Yến chung sống với Trần Nguyên Vũ, sinh năm 1982, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 2016, Vũ bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong lúc Yến lo lắng vì chồng hờ gặp họa, thì Lê Thành Nguyên là bà con bạn dì với Yến đến thăm. Yến tâm sự và nhờ Nguyên tìm người lo lót giúp Vũ tại ngoại. Dù không có khả năng, nhưng Nguyên vẫn đồng ý. Khoảng một tuần sau, Nguyên báo tin đã bắt mối với hàng xóm tên là Lê Quý Long. Long hét giá 1 tỷ đồng nếu muốn Vũ tại ngoại. Tuy nhiên, khi Yến chấp nhận thì Long đổi ý, chỉ lấy 500 triệu đồng để lo án treo hoặc là án khoảng 2 năm tù giam. Yến bỏ ra 550 triệu đồng nhờ Nguyên chuyển cho Long với điều kiện Long phải viết giấy tay xác nhận. Long trả Nguyên 50 triệu đồng tiền cò. Nhận tiền, Long tiêu xài hết và không có động thái chạy án, giúp Vũ thoát cảnh tù tội. Long và Nguyên xa lưới khi Yến bị bắt và khai ra phi vụ chạy án bất thành nói trên. Theo hội đồng xét xử, trong quá trình điều tra, bị cáo Yến không có dấu hiệu bất thường. Trước phiên tòa, mẹ bị cáo Yến có cung cấp cho hội đồng xét xử một số giấy tờ như gia đình bị cáo có di truyền bị tâm thần, bị cáo từng điều trị về bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, những giấy tờ này chưa được giám định. Tại phiên tòa vào ngày 14 tháng 8 năm 2018, bị cáo Yến trả lời danh mạch các câu hỏi. Cũng tại phiên tòa này, người nhà bị cáo và luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa và có đơn yêu cầu giám định tâm thần. Tuy nhiên, yêu cầu này, hội đồng xét xử đã không chấp nhận. Sau phiên tòa này, bị cáo Yến giả vờ ngờ nghệch hành vi này nhằm che giấu hành vi phạm tội. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo đã có đủ căn cứ xác định bị cáo Yến cùng đồng phạm phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án tử hình vang lên cũng là lúc các nữ tử tù nhận thức được những sai lầm của mình nghiêm trọng đến mức nào. Lúc này, họ cũng biết được rằng giây phút được hít thở, được sống trên cuộc đời là điều vô cùng ngắn ngủi. Trong ký ức của nhiều cán bộ thi hành án, có lẽ ám ảnh nhất vẫn là hình ảnh những tử tù nữ khi bị trói vào những chiếc cọc tre. Thân hình mảnh mai, nước da trắng ngần, thế nhưng lại phải nhận án tử hình do hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Quả thật là đáng tiếc xót xa. Giá như họ có nhận thức, giá như họ không phạm tội thì có lẽ bi kịch đã không ập đến. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như điều đó đã không còn lối để mà quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng như vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm sẽ đeo đẳng dày vò những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó biết nói được hai chữ giá như thì dường như tất cả đã quá muộn màng.